Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn ô tô 7 chỗ đi qua nhà. Với thiết kế của ngôi nhà này vô cùng hiện đại, với vị trí của nó ngõ thông thoáng, gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, vị trí gần với trạm bơm Yên Nghĩa, giáp với lại địa phận Yên Nghĩa, Hà Đông, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần đại học Phenica. Với căn nhà này ưu điểm là đường to, trước nhà rộng, hướng nhà là hướng đông bắc. Diện tích của nó là 31 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Đây là đường ngõ thực tế. Nó khoảng tầm được khoảng tầm trên 3 m mọi người ạ. Ngõ trước nhà. Đó, nó khoảng tầm phải được 3,5 m. Và thiết kế của ngôi nhà thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Mặt tiền của ngôi nhà là được 4 m và hướng nhà là hướng đông bắc. Quý vị nào đang hợp hướng đông bắc mà cần tìm những ngôi nhà như thế này thì liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Với căn nhà thông thoáng lại còn xây dựng độc lập dành cho quý khách hàng nào không thích nhà liền kề thì đừng bỏ lỡ. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà là đã xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Vị trí của căn nhà này thuộc Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức. Địa phận Hoài Đức thì rất là rộng và với vị trí ngôi nhà này thì nó giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa mọi người nha. Rất là gần. Tiện ích đầy đủ ngoài phòng khách thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng phòng bếp. Nói chung nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý cho một hộ gia đình. Phần cửa chính của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế là một lớp cửa cuốn điện. Phần sơn rồi là thạch cao, thiết bị vệ sinh là lắp đặt xong hết. Theo hiện trạng là quý vị dọn đồ về ở. Tủ bếp thiết kế xong xuôi, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện nước xong hết rồi, quý vị dọn đồ về ở ngay. Đó, tầng 1 phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đây ạ. Tương đối là rộng, thoáng, đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1. Xung quanh vị trí ngôi nhà này, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại bán kính chỉ khoảng tầm 600 m. Và tính từ vị trí ngôi nhà này đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa, nó khoảng tầm gần 2 km thôi mọi người ạ. Khá là tiện ích và cũng gần với trường đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Quốc Oai, Chương Mỹ. Nói chung khá là hợp lý trong phạm vi bán kính khoảng tầm 10 đến 12 km quay đầu. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng, một phòng ngủ master, phòng vệ sinh thiết kế ở bên trong. Với cái phòng ngủ này thì có ban công hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này thì chắc hẳn là quý vị nhìn ngay từ đầu video là thấy một cái nhà rất là to, nhưng đây là nhà thờ mọi người ạ. Đây là nhà thờ. Thực ra thì có sao thì em sẽ quay và nói luôn như thế. Quý vị nào mà đi theo đạo Thiên Chúa giáo thì thực tế là căn này rất là ok. Còn nếu như quý vị nào mà không muốn ở gần nhà thờ thì quý vị có thể cân đối căn khác. Rất là nhiều nhà trong video của Nhà Tốt mọi người ạ. Cho nên nhà có như thế nào, xung quanh nó có những cái gì thì em cũng thường xuyên chia sẻ để cho quý vị biết. Có những cái căn nhà mà gần với đình, chùa em cũng sẽ chia sẻ luôn. Quý vị nào mà không có quan tâm vấn đề phong thủy thì quý vị có thể cân nhắc. Bởi vì những cái căn nhà như này nó rất là thoáng. Đó, như thế này. Thoáng trước, thoáng sau, thoáng vĩnh viễn cho mọi người. Hệ thống sân thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà này sử dụng là màu trắng, gạch lát nền cũng vậy. Căn nhà này thì đúng như hiện trạng là sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Nhà có thể dọn đồ về ở được ngay, ô tô 7 chỗ đi qua nhà. Phòng ngủ thiết kế ở phía bên trong. Với phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong mọi người ạ. Đầy đủ cho quý vị hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, rồi là quạt hút mùi, cửa sổ thông thoáng, cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Trong phòng vệ sinh cũng vậy, chủ nhà ốp gạch lên tới gần trần, rất là sạch sẽ, màu sắc cũng tương đối. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà có thiết kế công năng khác đi một chút. Phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, một phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Đây. Với cái căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư rất là đông đúc. Đặc biệt đây mọi người, cạnh nhà thờ rất là to.
Và tiếp theo, với tầng 3 thiết kế phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ. Phòng ngủ mà ở trên tầng 3 này thì chia ra thì nó hơi nhỏ một chút, nó không được rộng như ở tầng 2. Tầng 3 đây, phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, đầy đủ công năng sử dụng, bồn cầu, tất cả các thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Và tiếp theo ở tầng 3 thì thiết kế cho quý vị một phòng nhỏ. Phòng này không phải là phòng ngủ mọi người nhé. Phòng này là chủ nhà cố tình thiết kế phòng nhỏ để ví dụ quý vị có con thì là thiết kế phòng, một là phòng làm việc, hai là phòng học của các con. Nói chung là nhỏ nhắn, hợp lý. Thì Ngọc Ánh đã quay từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà. Cụ thể, chi tiết, đường, hướng, giá thì em để ở dưới phần bình luận, phần miêu tả. Còn đâu thì trên tầng 4 thiết kế ra sao, mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4 nhé. Ngọc Ánh đang đứng ở đây phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Đây là một phần của phòng thờ. Đó. Và phần còn lại thì là sân phơi mọi người ạ. Đây là khu vực để máy giặt, sàn thoát nước ra phía bên ngoài. Phần còn lại sân phơi rất là rộng và thoáng. Nói chung là nếu như quý vị nào thường xuyên theo dõi kênh Nhà Tốt thì biết rằng là em luôn luôn review chuẩn chỉnh từ tầng 1 cho tới lên trên tầng 4 của ngôi nhà, xung quanh tiện ích có những gì ra làm sao thì em sẽ chia sẻ luôn. Với căn nhà này thì thực tế luôn là nó không phải là quá vuông, mà thực tế là nó hơi bị vát, nó bị chéo, không phải là thấp hậu quý vị nhé. Nó hơi bị chéo một chút, cho nên là chủ nhà thiết kế, nói chung là mỗi căn nó có một cái ưu điểm và nhược điểm. Vậy cho nên quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa cho mình một ngôi nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.